Hồi thứ 13. Lý Quyết, Quách Dĩ, một trận giao tranh. Dương Phụng, Đổng Thừa, hai lần cứu giá. Tào Tháo đánh phá được Lã Bố ở Định Đào. Bố thu nhặt tàn quân ở bờ bể, cùng các tướng định quay trở lại đánh nhau với Tào Tháo. Trần Cung can rằng: "Nay Tào binh thế lớn, mình chưa tranh giành được với hắn. Hãy nên tìm xứ nào yên thân, về sau sẽ tính cũng không muộn." Bố hỏi: "Ta lại muốn sang với Viên Thiệu nên không?" Cung nói: "Hãy nên sai người sang Ký Châu, dò xem tình ý ra sao, rồi hãy đi." Bố nghe lời. Bấy giờ Viên Thiệu ở Ký Châu nghe thấy Tào Tháo đánh nhau với Lã Bố. Mưu sĩ của Thiệu là Thẩm Phối nói rằng: "Lã Bố là một giống hổ sói. Nếu hắn lấy được Duyện Châu, tất sang chiếm cả Ký Châu. Bất nhược ta giúp Tào Tháo đánh Lã Bố, về sau khỏi lo." Thiệu sai Nhan Lương đem 50.000 quân sang giúp Tào Tháo. Quân Do Thám nghe được tin, về báo với Lã Bố. Bố sợ lắm, bàn với Trần Cung. Cung nói: "Tôi nghe ông Lưu Bị mới lĩnh đất từ Châu, ta nên sang nhờ ông ấy." Bố nghe lời Cung sang từ Châu. Có người báo với Lưu Bị, Bị nói: "Lã Bố là người anh dũng đời nay, ta nên ra đón." Mi Trúc nói: "Lã Bố là giống hổ lang, không nên chứa. Chứa hắn, tất có khi hắn hại người." Huyền Đức nói: "Trước kia, nếu không có Lã Bố đánh ở Duyện Châu, thì từ Châu sao thoát được nạn? Nay hắn thế cùng mà về với ta, thì còn có bụng gì khác nữa?" Trương Phi nói: "Đại huynh bụng rất tốt, nhưng phải đề phòng mới được." Lưu Bị lĩnh quân ra khỏi thành 30 dặm để đón Lã Bố. Hai người cùng sóng ngựa đi vào thành, vào đến tận Châu Nha. Chào mừng xong, mọi người an tọa. Bố nói: "Từ khi Vương Tư Đồ giết Đổng Trác, về sau gặp cuộc biến loạn của bọn Quyết Dĩ, tôi phải long đong ở xứ Quan Đông. Chư hầu nhiều người không dung, gần đây lại gặp Tào Tháo bất nhân xâm chiếm Tử Châu. May nhờ có sứ quân cố sức cứu Đào Cung Tổ, tôi bấy giờ cũng đánh úp được Duyện Châu, mới chia được thế của Tào Tháo. Không ngờ tôi lại mắc phải mưu gian, hao quân tổn tướng. Nay xin về với sứ quân cùng toan việc lớn, chưa biết ý sứ quân nghĩ làm sao." Huyền Đức nói: "Đào sứ quân mới mất, không có ai quản lĩnh Tử Châu, nên sai tôi tạm quyền cai quản. Nay may có tướng quân đến đây, tôi xin nhường lại." Nói rồi liền đem bài ấn giao cho Lã Bố. Bố trực giơ tay đỡ lấy. Lại thấy sau lưng Lưu Bị có Quan Vũ, Trương Phi, hai người đều có vẻ mặt tức giận cả. Bố giả cách cười nói rằng: "Tôi là một đứa dũng phu, làm thế nào được châu mục?" Lưu Bị lại xin nhường. Trần Cung nói: "Khách mạnh không lấn được chủ, xin sứ quân đừng nghi." Lưu Bị mới thôi, sai mở tiệc yến khoản đãi, rồi sai dọn dẹp một nơi tươm tất để Lã Bố nghỉ ngơi. Hôm sau, Lã Bố làm tiệc mời lại Huyền Đức, Lưu, Quan, Trương cùng đi. Uống rượu độ nửa chừng, Lã Bố mời Huyền Đức vào nhà trong, Quan, Trương cùng theo vào. Lã Bố sai vợ con ra lạy, bị 3 lần khiêm tốn không dám nhận. Hiền đệ bất tất phải khiêm nhường. Trương Phi nghe thấy câu ấy, trợn mắt thẹt mắng: "Anh ta là cành vàng lá ngọc, mày là thằng nào mà dám gọi anh ta là hiền đệ? Lại đây, ta đánh với mi 300 hiệp. Lưu Bị vội vàng mắng át đi. Quan Công khuyên Trương Phi đi ra. Huyền Đức lấy lời ôn tồn nói với Lã Bố rằng: "Em tôi uống rượu say nói càn, xin anh đừng chấp." Bố lặng yên không nói. Một hồi tiệc tan, Lã Bố tiễn Lưu Bị ra tận cửa. Trương Phi cưỡi ngựa đi ngang ngoài cửa thét to: "Lã Bố, ta đánh với mi 300 hiệp. Lưu Bị vội vàng sai Quan Công ra bảo Trương Phi phải thôi đi. Đến hôm sau,
La Bố đến từ Giã Lưu Bị nói rằng: Sứ quân không nỡ bỏ tôi, nhưng chỉ sợ lệnh đệ không dung, vậy tôi xin đi nơi khác. Lưu Bị nói: Nếu tướng quân đi thì tội tôi chẳng hóa ra to lắm ư? Em tôi nó nói hỗn với tướng quân, hôm khác tôi xin bắt nó đến xin lỗi. Gần đây có ấp Tiểu Bái, khi trước tôi cũng đã đóng đồn ở đó. Xin tướng quân chớ nề hẹp hòi, tạm đến nghỉ ngựa. Lương thực và quân nhu, tôi xin cung ứng cả. Lã Bố tạ ơn Lưu Bị, rồi dẫn quân ra đóng ở Tiểu Bái. Lưu Bị từ bữa ấy chê trách Trương Phi mãi. Tào Tháo từ khi bình được Sơn Đông, dâng biểu tâu về triều đình. Triều đình thăng chức cho Tháo làm Kiến Đức tướng quân, phong làm Phí Đình hầu. Lúc bấy giờ, Lý Quyết tự làm Đại Tư Mã, Quách Dĩ tự làm Đại Tướng Quân, hoành hành không còn vì nể ai cả. Triều đình không ai dám mở miệng. Thái úy là Dương Bưu, Đại Tư Nông là Chu Tuấn mật tâu với vua Hiến Đế rằng: Nay Tào Tháo cầm hơn 20 vạn quân, mưu thần dũng tướng trong tay có vài mươi người. Nếu được người ấy để phù trì xã tắc, tiễu trừ gian phi, thì thiên hạ may lắm. Hiến Đế khóc nói rằng: Trẫm bị hai thằng giặc ấy khinh nhờn đã lâu, nếu giết được thì may lắm. Bưu tâu rằng: Thần có một mẹo, trước làm cho hai đứa tự tàn hại lẫn nhau, rồi sau mới vời Tào Tháo đem binh vào giết, quét sạch lũ giặc để yên triều đình. Hiến Đế hỏi: Kế ấy là kế gì? Bưu tâu: Thần nghe vợ Quách Dĩ rất hay ghen, nên sai người đến xúi vợ nó, dùng kế phản gián, hai thằng giặc tất giết lẫn nhau. Vua liền viết tờ mật chiếu đưa cho Dương Bưu, sai Bưu thi hành kế ấy. Bưu lập tức sai vợ lấy cớ có việc đến phủ Quách Dĩ, nhân dịp bảo vợ Dĩ rằng: Tôi nghe Quách tướng quân thường cùng với phu nhân Lý Tư Mã có tư tình với nhau, tình thân mật lắm. Nếu quan Tư Mã biết chuyện tất bị tai vạ, phu nhân nên giữ gìn, đừng cho đi lại nữa là hơn. Vợ Dĩ đem lòng ngờ ngay chồng, nói: Thảo nào, mấy đêm nay nhà tôi không về, chẳng hóa ra đi làm việc vô sỉ ấy. Giá phu nhân không nói thì tôi không biết, để từ nay tôi xin giữ gìn. Vợ Bưu từ giã về, vợ Dĩ ra tiễn, hai ba lần tạ ơn rồi mới trở vào. Được vài ngày, Quách Dĩ định sang phủ Lý Quyết ăn yến. Vợ ngăn không cho đi, nói rằng: Lý Quyết là người bất trắc lắm, và thời nay hai người anh hùng không chắc đứng lâu được với nhau. Phu quân sang bên ấy, ví dụ trong khi ăn uống, Lý Quyết đánh thuốc độc, thiếp làm thế nào? Quách Dĩ nhất định không nghe, vợ hai ba lần ngăn can. Buổi chiều, Lý Quyết sai người đem biếu một mâm rượu. Vợ Dĩ bỏ thuốc độc vào đồ ăn, rồi mới bưng vào cho chồng. Dĩ định ăn ngay, vợ nói: Đồ ăn ở ngoài đưa lại, không nên ăn ngay. Nói rồi, đem đổ một ít thử cho chó ăn. Chó ăn chết liền. Từ đấy, Quách Dĩ có bụng ngờ Lý Quyết. Một hôm tan trầu, Lý Quyết lại mời Quách Dĩ về nhà uống rượu. Dĩ cũng đến. Đến đêm tan tiệc, Dĩ say mới trở về. Ngẫu nhiên đêm hôm ấy đau bụng, vợ thấy vậy mới nói: Thôi, lại ăn phải thuốc độc rồi. Nói rồi, sai lấy nước phân cho uống. Dĩ uống xong thổ ra hết, thì khỏi đau bụng. Dĩ giận lắm nói rằng: Ta với Lý Quyết cùng toan việc lớn với nhau, nay bỗng dưng muốn hại ta, ta không liệu trước, tất mắc tay nó. Liền sửa sang giáp binh bản bộ để đi đánh Lý Quyết. Có người báo với Quyết, Quyết nổi giận nói rằng: Quách Dĩ sao dám thế? Quyết cũng đem giáp binh bản bộ lại đánh. Hai người họp binh vài vạn ở dưới thành Trường An, đánh nhau chán rồi, thừa thế cướp bóc của dân. Cháu Lý Quyết là Lý Tiêm dẫn quân đến vây cung điện, rồi lấy hai cỗ xe, một cỗ chở thiên tử, một cỗ chở phục hoàng hậu,
rồi sai Giả Hồ, Tả Linh đi giám áp Xa Giá. Còn bao nhiêu cung nhân nội thị đều phải đi bộ cả. Trong khi mọi người kéo ra cửa hậu tể, gặp ngay binh Quách Dĩ đến, bắn nhau tua tủa. Cung nhân bị chết vô số. Lý Quyết từ đằng sau đánh lại. Quách Dĩ phải rút lui, Xa Giá mạo hiểm ra ngoài thành, không ai kịp phân giải điều gì, bị đưa ngay đến dinh Lý Quyết. Quách Dĩ lui binh vào cung, bắt hết cung tần thái nữ đem về trại, rồi phóng hỏa đốt cung điện. Hôm sau, Quách Dĩ biết Lý Quyết cướp mất thiên tử, bèn đem binh đến trước cửa trại đánh nhau. Vua và hoàng hậu đều sợ hãi lắm. Đời sau có bài thơ than rằng: từ khi Quang Vũ trung hưng, truyền đời trên dưới mới chừng 12. Hoàn, Linh, Vô Đạo nối ngôi, hoạn quan chuyên chính ra đời đã suy. Tam công Hà Tiến ra gì, muốn trừ chuột xã gọi chi gian thần. Đuổi xài rước hổ vào trong, Tây Châu giặc đồng nổi lòng dâm hung. Tư đồ mưu cậy má hồng, khiến cho đồng lã lẫn cùng giết nhau. Giặc tan dân đã bớt sầu, biết đâu Lý Quách ra màu hung hăng. Kinh thành cỏ rậm gai chằng, sáu cung đói khát khổ đảng can qua. Vận trời đến buổi sút xa, anh hùng chia xé sơn hà lìa tan. Vua sau coi đấy nên dân, lọ vàng chớ để cho tan mẻ hoài. Sinh linh gan nát óc lầy, máu oan lây láng tràn đầy non sông. Ta xem sử xót thương lòng, thở ly thơ trước hãi hùng xưa nay. Bào tang giữ lấy lời này, gươm thần cầm vững vẹn bầy kỷ cương. Khi quân Quách Dĩ đến, Lý Quyết ra trại đánh nhau. Quách Dĩ thua rút về. Lý Quyết mới đem Xa Giá vua và hoàng hậu rời sang Mi Ổ, sai cháu là Lý Tiêm coi giữ, cấm nội sứ không cho ai ra vào. Vua tôi ăn uống bữa có bữa không, thị thần người nào người ấy đói võ vàng cả mặt. Một bữa, vua cho người ra hỏi Lý Quyết lấy 5 hộp gạo và 5 bộ xương trâu để cho kẻ hầu người hạ ăn. Quyết nổi giận mắng rằng: sớm chiều đã dâng cơm rồi, còn đòi gì nữa? Rồi lấy những thịt thiêu cơm vữa đem cho. Hôi quá, không ai ăn được. Vua mới mắng rằng: nghịch tặc, dám khinh ta như thế à? Quan thị trung là Dương Kỳ kịp tâu rằng: quân chúng nó đã tàn bạo đến thế này, xin bệ hạ hãy nên nhịn, không nên trêu tức nó. Vua cúi đầu không nói gì nữa, tay áo long cồn gạt 2 hàng nước mắt chứa chan. Chợt thấy Tả Hữu vào báo rằng có một đám quân mã gươm giáo sáng choang, chiêng trống om sòm lại đây cứu bệ hạ. Vừa sai ra xem ai thì là Quách Dĩ, lại càng lo thêm. Ở ngoài thung lũng, tiếng người reo rầm rĩ, tức là Lý Quyết dẫn quân đến đánh Quách Dĩ. Quyết cầm roi trỏ vào Dĩ mắng rằng: ta đối đãi với mi không bạc béo gì, sao mi lại dốc tâm hại ta hả Dĩ? Mi là thằng phản tặc, chẳng giết để làm chi. Quyết nói: ta bảo vệ vua ở đây, sao lại là phản tặc? Dĩ nói: thế là bức hiếp vua, sao gọi là bảo vệ vua? Quyết nói: nói làm chi nhiều, ta với mi không dùng quân sĩ, chỉ 2 thằng đánh nhau, thằng nào thắng thì được đem vua đi. Hai người liền đánh nhau ngay ở trước trận. Đánh nhau được 10 hiệp, chưa rõ ai được thua, thì thấy Dương Bưu tế ngựa lại gọi to lên rằng: xin hai vị tướng quân hãy ngừng tay, tôi đã mời các quan đến đây để giảng hòa. Hai bên ai về trại nấy. Dương Bưu và Chu Tuấn hội họp các quan triều thần hơn 60 người, kéo nhau đến trại Quách Dĩ giàn hòa trước. Dĩ bắt các quan giam cả lại. Các quan kêu rằng: chúng tôi đến đây để bàn điều hay, sao lại đối xử như thế? Quách Dĩ nói: Lý Quyết bức hiếp thiên tử, thì ta cũng bức hiếp công khanh chứ kém gì? Dương Bưu nói: một người ức hiếp thiên tử,
một người ức hiếp Công Khanh là ra làm sao? Dĩ nổi giận, cầm gươm toàn giết Dương Bưu. Có quan trung lang tướng là Dương Mật cố can mãi, Dĩ mới tha cho Bưu và Chu Tuấn, còn các quan thì giam cả lại trong trại. Ra ngoài, Bưu bảo với Tuấn rằng: anh em mình làm tôi xã tắc, nay không cứu được chúa, sống ở trên đời cũng là thừa. Nói xong, hai người ôm lấy nhau khóc, ngất ngã lăn xuống đất. Tuấn về nhà lo nghĩ Thành bệnh chết. Từ bấy giờ, Quyết, Dĩ cứ mỗi ngày một lần đánh nhau ròng rã hơn 50 ngày rồi, quân chết không biết bao nhiêu mà kể. Lý Quyết tính hay ưa tà đạo và thuật yêu quái, thường thường cho bà cốt lên đồng ở trong quân. Giả Hủ can mãi không nghe. Quan thị trung là Dương Kỳ thấy vậy, liền mật tâu với vua rằng: thần xem Giả Hủ tuy làm tâm phúc Lý Quyết, nhưng thực bụng vẫn chưa từng quên vua. Bệ hạ nên bàn với hắn. Đang nói thì Giả Hủ ở đâu đến. Vua đuổi Tả Hữu đứng ra xa, rồi khóc bảo Hổ rằng: người có thương nhà Hán mà cứu lấy trẫm không? Giả Hủ phục xuống đất, lạy thưa rằng: xin bệ hạ chớ nói ra, bụng thần vốn vẫn muốn thế, thần xin sẽ liệu việc ấy. Vua gạt nước mắt tạ Hổ. Được một chốc, Lý Quyết lại đem gươm đi thẳng vào. Mặt vua xám ngắt. Quyết nói với vua rằng: Quách Dĩ là đứa bất nhân, nó dám giam giữ các Công Khanh, lại muốn bức hiếp cả bệ hạ. Không có tôi, Xà Giá bị siêu giạt rồi. Vua chắp tay tạ, Quyết mới ra. Rồi lại có Hoàng Phủ Lịch vào ra mắt. Vua biết Lịch là người khéo ăn nói, lại là người làng Lý Quyết, bèn sai Lịch ra giải hòa hai bên. Lịch vâng chiếu, đến trại Quách Dĩ nói: Dĩ bảo, hễ Lý Quyết có đưa thiên tử ra thì ta tha các Công Khanh. Lịch lại đến Lý Quyết bảo rằng: này thiên tử biết tôi là người Tây Lương cùng làng với ông, nên sai tôi đến giải hòa cho hai ông. Dĩ phụng chiếu rồi, còn ông thế nào? Quyết nói: ta có công đánh được Lã Bố, làm phụng chính đã 4 năm nay, công trạng rất nhiều, thiên hạ ai cũng biết. Quách Dĩ bất quá là một thằng ăn trộm ngựa mà thôi, thế mà nó dám ăn hiếp Công Khanh và chống lại ta. Ta thề, phen này phải giết nó. Anh thử trông xem quân Dĩ và kế hoạch của ta có đánh nổi được Quách Dĩ không? Lịch nói: không nên ông ơi. Ngày xưa, người Hậu Nghệ ở xứ Hữu Cùng cậy mình bắn giỏi, không biết lo giữ đến nỗi tuyệt diệt. Vừa mới rồi, Đổng Thái Sư cường thịnh bao nhiêu, rồi sau thế nào, mắt ông đã trông thấy rành rành. Lã Bố đội ơn Đổng Thái Sư mà lại giết Đổng Thái Sư chỉ trong giây phút. Đầu Thái Sư treo cửa chợ. Xem thế thì cường thịnh có vững chắc gì? Tướng quân mình làm thượng tướng, cầm phủ Việt, cắp cờ tiết, họ hàng con cháu đều ở ngôi cao, ở nước không phải không hậu. Quách Dĩ bức hiếp Công Khanh, ông bức hiếp vua, thế thì bên nào nhẹ, bên nào nặng? Lý Quyết giận lắm, rút gươm ra mắng rằng: thiên tử sai mi đến đây để làm nhục ta hay sao? Trước hết, ta hãy chém đầu mi. Kỵ đô úy là Dương Phụng can rằng: nay chưa trừ được Quách Dĩ, lại đem giết sứ nhà vua. Tôi e Quách Dĩ viên cớ để khởi binh, chư hầu ai cũng sẽ giúp hắn. Giả Hủ cũng cố can, Quyết mới nguôi cơn giận. Hổ đẩy Hoàng Phủ Lịch ra, Lịch kêu to lên rằng: Lý Quyết không phụng chiếu, muốn giết vua để lên ngôi báu. Thị trung là Hổ Mạc vội vàng ngăn nói rằng: đừng nói câu ấy, sợ sẽ không có lợi cho bản thân. Lịch mắng rằng: Hổ Mạc, ngươi cũng là tôi triều đình, sao lại về bè với giặc? Vua nhục thì tôi phải chết, dù ta bị Lý Quyết giết, là ta chọn đạo làm tôi chứ sao? Lịch vừa nói vừa mắng mãi không thôi. Vua thấy vậy, vội vàng sai Lịch trở về Tây Lương. Quân Lý Quyết quá nửa là người ở Tây Lương,
lại được người ở nước Khương giúp đỡ. Hoàng Phủ Lịch đến Tây Lương, nói toang lên rằng Lý Quyết mưu làm phản, hễ ai theo hắn là giặc và tai họa về sau sẽ không lường được. Nhiều người Tây Lương tin lời của Lịch, lòng quân sĩ của Lý Quyết cũng dần dần nao núng. Quyết nghe tin ấy giận lắm, kiếp sai Hổ Bôn là Vương Xương đuổi theo. Xương biết Lịch là người trung nghĩa, không đi đuổi mà về báo rằng không biết Lịch đi đằng nào. Một mặt thì giả hủ dỗ người nước Khương rằng thiên tử cũng biết chúng bay là trung nghĩa, đánh mãi thì khổ nhọc, bởi vậy bệ hạ có mật chiếu cho chúng bay về quận, ngày sau sẽ có thưởng to. Người nước Khương đang sẵn oán Lý Quyết không cho hưởng tước, liền nghe lời giả hủ kéo cả về. Hủ lại mật tâu với vua rằng Lý Quyết tham mà vô mưu, thấy binh lính bỏ về bụng đã lo sợ, bệ hạ nên lấy trọng tước mà giữ nó. Vua liền hạ chiếu phong Lý Quyết làm đại tư mã. Quyết mừng nói rằng phúc này thật là thần thánh ban cho ta, lạy thánh vạn lạy, có cúng có bái cũng có hơn. Quyết thưởng to cho các đồng cốt, còn quân tướng thì không nói gì đến. Kỵ đô úy là Dương Phụng giận lắm, bàn với Tống Quả rằng chúng ta ra sống vào chết, sông pha mũi tên hòn đạn mà té ra công trạng không bằng mấy mụ đồng bóng. Tống Quả nói thế thì sao không giết nó đi mà cứu thiên tử. Phụng nói ngươi ở trong quân đốt lửa làm hiệu, rồi ta ở ngoài kéo binh vào tiếp ứng. Hai người hẹn nhau canh hai đêm hôm ấy khởi sự. Không ngờ việc không kín tiết lộ ra, có người nghe thấy báo với Lý Quyết. Quyết giận sai người bắt Tống Quả giết đi. Dương Phụng dẫn binh ở ngoài chờ mãi không thấy hiệu lửa. Lý Quyết tự đem quân ra, vừa gặp Dương Phụng đến, hai bên đánh nhau đến canh tư. Phụng không đánh nổi, chạy về Tây An. Từ đấy quân thấy Lý Quyết mỗi ngày một suy, lại thường thường bị Quách Dĩ đến đánh, quân sĩ bị giết chết rất nhiều. Chợt lại có người báo rằng Trương Tế thống lĩnh một cánh đại quân từ Thiểm Tây đến, muốn giảng hòa cho hai bên, nói phao lên rằng bên nào không nghe thì đánh. Lý Quyết nhân thể lấy lòng Trương Tế, sai người đến Quách Dĩ cầu hòa. Dĩ cũng phải vâng theo. Trương Tế dâng biểu mời thiên tử ra chơi Hoàng Nông. Vua mừng lắm nói rằng ta đã lâu nay nhớ Đông Đô lắm, nay nhân thể được về lấy làm may lắm. Liền hạ chiếu phong Trương Tế làm phiếu kỵ tướng quân. Tế dâng lương thực, rượu thịt để cung cấp cho các quan. Quách Dĩ cũng tha cho các công khanh ra trại. Lý Quyết cũng thu xếp xe giá để về Đông Đô, sai quân ngựa lâm vài trăm cầm kích đi hộ tống. Khi Loan Giá qua Tân Phong đến Bá Lăng, trời về tiết thu, bỗng nổi cơn gió lạnh, nghe thấy có tiếng reo, rồi thấy vài trăm quân đến đầu cầu chặn đường không cho xa giá đi, quát to hỏi rằng người nào qua đây? Thị trung là Dương Kỳ tế ngựa lên cầu nói rằng xe vua qua đây, ai dám ngăn trở? Có hai tướng ra nói chúng tôi vâng lệnh Quách tướng quân sai giữ cầu này, phòng kẻ gian phi. Có phải xa giá vua đi, xin được trông thấy vua chúng tôi mới tin. Dương Kỳ mở rèm châu ra, vua mới dụ bảo rằng trẫm ở đây, sao các ngươi không lui quân? Các tướng trông thấy đều reo vạn tuế, rồi đứng ra hai bên để xa giá đi qua. Xe đi rồi, hai tướng về báo với Quách Dĩ. Dĩ nói ta ý muốn đánh lừa Trương Tế, bắt xa giá quay về Mi Ổ, sao chúng bay lại tự tiện tha ngay? Dĩ liền chém hai tướng, rồi khởi binh đuổi theo vua. Xe đi đến huyện Hoa Âm, bỗng nghe đằng sau có tiếng reo vang dậy, gọi to rằng xa giá đừng đi vội. Vua khóc bảo với đại thần rằng vừa thoát hang sói lại gặp miệng hùm, bây giờ tính làm sao? Các quan sợ mất vía. Quân giặc gần đến nơi, chợt nghe đằng sau có tiếng trống đánh, rồi có một tướng đi lên trước.
sau có một lá cờ lớn để bốn chữ Đại Hán Dương Phụng, kéo hơn 1.000 quân ra. Nguyên Dương Phụng từ khi bị Lý Quyết đánh, dẫn quân đến đóng ở núi Trung Nam. Nghe tin vua đi qua đấy nên đến để đi theo hộ giá. Giữa khi ấy, quân Dĩ đến nơi, hai bên dàn thành thế trận. Tướng Quách Dĩ là Thôi Dũng phóng ngựa ra, mắng Phụng là phản tặc. Phụng giận lắm, ngoảnh đầu lại gọi: "Công Minh ở đâu?" Một tướng tay cầm búa lớn, quất ngựa Hoa Lư chạy ra, xông thẳng vào đánh Thôi Dũng. Hai ngựa giao nhau, chỉ một hiệp, đầu Dũng đứt rơi xuống dưới chân ngựa. Phụng thừa thế đánh trận vào, Quách Dĩ thua to, lui 20 dặm. Phụng thu quân bái kiến thiên tử. Vua dụ bảo rằng: "Ngươi cứu được trẫm, công thực to." Phụng cúi đầu lạy tạ. Vua phán hỏi: "Tướng vừa chém được giặc là ai?" Phụng dắt tướng ấy lại lạy tạ ở dưới xa giá, rồi thưa rằng: "Người này vốn ở Dương Quận, xứ Hà Đông, họ Từ, tên Hoàng, tên chữ là Công Minh." Vua lấy lời phủ dụ. Dương Phụng hộ vệ xa giá đến đóng ở Hoa Âm. Tướng quân là Đoàn Ổi dâng y phục và đồ ăn uống. Đêm hôm ấy vua nghỉ trong trại Dương Phụng. Quách Dĩ thua một trận, hôm sau đem quân kéo đến cửa trại thách đánh. Từ Hoàng cưỡi ngựa ra trước, Dĩ thả đại quân vây bọc tám mặt. Vua và Dương Phụng cùng bị khốn ở trong vậy. Đường lúc nguy cấp, chợt nghe mé đông nam có tiếng reo nổi lên, rồi thấy một tướng quân kéo quân mã đến, phá quân giặc tan vỡ. Từ Hoàng mới thừa thế đánh ra, quân Dĩ bị thua chạy tan vỡ. Tướng ấy đến ra mắt vua, đó là Quốc Thích Đổng Thừa. Vua khóc kể lại chuyện trước. Thừa tâu rằng: "Xin bệ hạ đừng lo, tôi xin cùng với Dương tướng quân thề chém hai thằng giặc ấy để yên thiên hạ." Vua truyền lệnh đi mau đến Đông Đô. Xa giá đi suốt đêm ấy đến Hoàng Nông. Quách Dĩ thua kéo quân về, vừa gặp ngay Lý Quyết. Dĩ nói: "Dương Phụng Đổng Thừa cứu giá đến Hoàng Nông rồi. Nếu để nó đi được đến Sơn Đông, có chỗ đứng chân vững vàng, tất nhiên sẽ bố cáo thiên hạ với chư hầu đến đánh anh em ta, thì ba họ nhà chúng ta cũng không giữ nổi." Quyết nói: "Nay Trương Tế đóng quân ở Trường An, chưa nên khinh động. Ngươi cùng ta nên tụ quân lại một nơi, rồi đến thẳng Hoàng Nông giết phăng Hiến Đế đi, chia thiên hạ làm đôi, mỗi người một nửa, thì có hay không?" Dĩ mừng lắm, xin vâng ngay. Hai người hợp quân làm một, đi đến đâu cướp bóc vét sạch của dân đến đấy. Dương Phụng Đổng Thừa nghe tin quân Dĩ Quyết kéo đến, liền quay binh trở lại, đánh nhau to ở Đông Giản. Quyết Dĩ bàn với nhau rằng: "Quân ta nhiều, quân nó ít, ta cứ đánh bừa đi là được." Nói xong rồi, Lý Quyết ở tả, Quách Dĩ ở hữu, kéo tràn quân lại đầy cả núi, lấp cả dòng. Phụng, Thừa, hai người cố liều chết mà đánh, chỉ giữ giết lấy xa giá của vua và hoàng hậu, còn các quan, cung nhân và sổ sách, đồ đạc, các thứ của vua dùng phải vứt bỏ cả. Quách Dĩ kéo quân vào Hoàng Nông cướp bóc. Đổng Thừa, Dương Phụng, hộ xa giá, chạy sang Thiểm Bắc. Quyết, Dĩ, chia quân hai đường đi đuổi. Thừa, Phụng, một mặt sai người cùng với Quách Dĩ giảng hòa, một mặt mật đưa chiếu chỉ đến Hà Đông, kiếp vời tướng Bạch Ba là Hàn Tiêm, Lý Nhạc và Hồ Tài đem quân mã ba xứ lại cứu. Lý Nhạc nguyên là giặc cỏ tụ tập ở núi rừng, nay bất đắc dĩ cũng phải triệu đến. Quân ba xứ được tin vua tha tội lại cho làm quan, liền đem cả quân sĩ bản doanh của mình đến, phối hợp với Đổng Thừa cùng nhau hội họp lấy lại Hoàng Nông. Bấy giờ Lý Quyết, Quách Dĩ đi đến đâu cướp bóc đến đấy. Người già yếu đem giết sạch, người khỏe mạnh bắt đi theo làm quân. Khi nào đánh nhau, bắt dân binh đi trước, gọi là quân cảm tử. Thế giặc Lý Quách to lắm, quân Lý Nhạc đến gặp giặc ở Vị Dương. Quách Dĩ sai quân đem áo sống đồ đạc bỏ cả dọc đường. Quân Nhạc thấy áo sống ngổn ngang cả đất, tranh nhau nhặt lấy,
nhốn nháo mất cả hàng ngũ. Quyết, Dĩ, hai canh quân đánh dồn lại, quân Nhạc thua to. Dương Phụng chống chế không nổi, Hộ Giá chạy sang mặt Bắc. Quân Giặc đuổi theo sau lưng. Lý Nhạc nói: "Việc kíp rồi, xin thiên tử lên ngựa đi trước." Vua nói: "Ta không nỡ bỏ trăm quan chạy lấy một mình." Các quan cùng kêu khóc đi theo. Hồ Tài bị quân Giặc giết mất. Phụng thừa thấy giặc đuổi gấp lắm, tâu xin vua xuống xe đi bộ. Đi đến bờ sông Hoàng Hà, Lý Nhạc tìm được một chiếc thuyền nhỏ để sang sông. Bấy giờ trời đang giá rét, vua và hoàng hậu dắt nhau đến bờ sông. Bờ cao quá, không xuống được thuyền. Đằng sau, giặc sắp đến nơi. Dương Phụng nói rằng, nên cởi cương ngựa ra, chắp nối lại, buộc vào lưng vua để đưa xuống thuyền. Trong đám có quốc cữu là Phục Đức, cắp vài chục tấm lụa trắng, chạy lại nói rằng, trong lúc quân rối loạn, tôi có nhận được lụa này, xin đem để buộc. Hành quân hiệu úy là Thượng Hoàng, lấy lụa buộc vào lưng vua và hoàng hậu, sai quân sĩ dòng vua xuống thuyền trước. Lý Nhạc cầm thanh gươm đứng ở đầu thuyền. Quốc cữu Phục Đức, vốn là anh hoàng hậu, cõng hoàng hậu xuống. Trên bờ, những người chưa được xuống, tranh nhau vịn vào dây neo. Lý Nhạc lấy gươm, chặt dây rơi cả xuống nước. Khi chở được vua và hoàng hậu sang sông, lại đẩy thuyền lại để chở các quan và quân sĩ. Những người tranh nhau xuống trước bị chặt gãy cả ngón tay, kêu khóc rầm trời. Lúc sang được bên kia sông, tả hữu vua chỉ còn có hơn 10 người. Dương Phụng tìm được một cái xe trâu, rước vua đến Đại Dương. Hôm ấy phải nhịn đói, đến tối mới kiếm được nhà ngói vào ngủ. Các bồ lão đem cơm dâng để vua và hoàng hậu xơi, nhưng gạo xấu cơm hầm, vua và hoàng hậu không sao nuốt được. Hôm sau, vua hạ chiếu phong cho Lý Nhạc làm Trinh Bắc tướng quân, Hàn Tiêm làm Trinh Đông tướng quân, rồi lại lên xa giá đi. Lúc đi có hai đại thần tìm đến khóc và lạy ở trước xa giá. Hai người ấy là Thái úy Dương Bưu và Thái bộc Hàn Dung. Vua và hoàng hậu cũng khóc. Hàn Dung mới tâu rằng, Lý Quyết Quách Dĩ rất tin lời tôi. Tôi nguyện liều thân sang dụ nó bãi binh. Xin bệ hạ giữ gìn lấy long thể. Hàn Dung đi rồi, Lý Nhạc mời vua vào trại Dương Phụng tạm nghỉ. Dương Bưu lại mời vua về huyện An Ấp. Vua đến An Ấp, không có nhà nào cao sạch. Vua và hoàng hậu phải vào trọ trong một nhà tranh, bốn mặt cửa ngõ không có, chỉ có rào gai tre. Vua và các quan đại thần vào trong nhà tranh ấy bàn việc. Các tướng đóng quân ở bên ngoài hàng rào để bảo vệ. Bọn Lý Nhạc từ khi đến giúp vua ra mặt chuyên quyền. Các quan hơi có ai nói chạm đến, hắn mắng liền ngay trước mặt vua, lại đưa cho vua ăn uống những rượu đục cơm thô. Vua cũng cứ phải cắn răng mà chịu. Lý Nhạc và Hàn Tiêm lại có hơn 200 đầy tớ bộ hạ. Nào thầy cúng, nào thầy thuốc, hai đứa tâu cho làm hiệu úy, ngự sử cả. Khắc ấn không kịp lấy dùi vạch gỗ ra làm ấn, chẳng ra thể thống gì nữa. Hàn Dung sang nói với Lý Quyết, Quách Dĩ, hai tên giặc ấy cũng nghe, tha cho các quan và những công nhân được về. Năm ấy mất mùa to, trăm họ phải ăn những rau cỏ và ăn táo trừ bữa, chết đói khắp cả thôn dã. Thái thú Hà Nội là Trương Dương dâng gạo thịt, thái thú Hà Đông Vương Ấp dâng lụa vải, vua cũng hơi được ung dung một chút. Đồng thừa Dương Phụng bàn nhau rằng, ta nên sai người đi sửa lại các cung điện ở Lạc Dương để rước xa giá về Đông Đô. Lý Nhạc không nghe, đồng thừa mới bảo Nhạc rằng, Lạc Dương vốn là nơi thiên tử đóng đô, An Ấp là chỗ đất nhỏ, không sao để được xa giá ở đấy. Nay phụng giá về Lạc Dương là phải hơn. Lý Nhạc nói, có phải thế, các ông cứ việc phụng giá đi, ta cứ đóng ở đây. Dương Phụng đồng thừa, cứ phụng giá đem đi. Nhạc ở lại, sai người kết liên với Lý Quyết, Quách Dĩ, bàn nhau hợp lại để cướp giá. Phụng thừa với Tiêm biết trước được mưu ấy,
liền đêm hôm ấy dàn bày quân sĩ để giữ gìn xa giá vua, đi vụt ngay đến cơ quan. Lý Nhạc nghe tin ấy, không đợi quân Quyết, Dĩ đến nữa, tự mình dẫn quân mã bản bộ đi đuổi xa giá. Đến canh tư, đuổi kịp đến dưới núi Cơ Sơn, thét to lên rằng: "Xa giá không được đi vội, Lý Quyết, Quách Dĩ ở đây." Vua Hiến Đế sợ run. Thế rõ thực là, khi xưa đôi giặc đôi quân, nay thì ba giặc hợp quần với nhau. Chưa biết vua Hiến Đế phe này làm thế nào mà thoát được nạn, xem đến hồi sau sẽ rõ. VTC Now.